Vâng, xin chào các bạn, tôi là Phùng Phương. 2023 tới đây sẽ là một năm đầy biến động với những người tuổi Ngọ. Vậy cụ thể vận trình của con giáp này sẽ như thế nào? Thì trong video này tôi sẽ đề cập các chi tiết, khía cạnh, nội dung liên quan. Đầu tiên chúng ta nói tới tổng quan. Thì khác với năm 2022, năm 2023 của người tuổi Ngọ là một năm khá là khó khăn. Bạn sẽ phải đối diện với nhiều điều không như ý muốn trong cuộc sống cũng như là trong công việc do tuổi Ngọ bị chi phối bởi cục diện phá thái tuế năm 2023. Công việc nên tránh động, tránh mở rộng, tránh thay đổi công việc, và các bạn cũng nên đề phòng những cái mối quan hệ để chúng ta tránh được những cái thị phi ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình. Về tài lộc thì người tuổi Ngọ nên chủ động tích lũy và các bạn không nên tiêu xài trong cái năm này. Nếu như các bạn mà muốn có ý định mua nhà, muốn mua ô tô thì các bạn hãy cân nhắc những cái gì nó thực sự là cần thiết với mình thì chúng ta hãy sử dụng tiền để mua. Về việc kinh doanh buôn bán trong năm nay cũng sẽ có nhiều vấn đề khó khăn. Chuyện tình cảm, gia đạo của người tuổi Ngọ cũng sẽ gặp những tranh cãi, những xung đột. Nên là bạn cần phải hạ cái tôi của mình xuống để chúng ta có thể giữ được hòa khí của gia đạo, tránh những hiểu lầm để lại những cái hậu quả lâu dài. Về sức khỏe người tuổi Ngọ thì trong năm nay cũng được duy trì bình ổn, không có gì đáng lo ngại. Vậy thì cụ thể vận hạn sẽ như thế nào? Dựa trên tương quan về can chi ngũ hành giữa đương số và lưu niên năm Quý Mão, cũng như là xét tới tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mạng, thì tuổi Ngọ sang năm 2023 sẽ cần lưu ý về những vận trình như sau. Thứ nhất là về tài vận. Sang năm 2023 thì do cục diện Mão Ngọ tương phá sẽ làm cho bạn sẽ gặp nhiều khó khăn, và các kế hoạch đặt ra từ đầu năm sẽ khó đạt được kết quả như ý muốn, nên các bạn cũng đừng quá là bi quan nếu như chúng ta gặp phải cái cục này. Các bạn hãy chủ động, hãy giữ tâm thế chủ động. Với những người làm công ăn lương thì sẽ dễ bị tiểu nhân ngáng trở, nhất là vào thời điểm đầu năm, khiến cho công việc các bạn sẽ đạt tiến độ không được như yêu cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc của các bạn. Còn đối với những người tuổi Ngọ mà làm đầu tư, làm kinh doanh thì cần phải cẩn trọng với sự cạnh tranh gay gắt đến từ những đối thủ. Thậm chí là có những đối thủ của các bạn sẽ tìm cách hãm hại bạn và đẩy bạn vào cái cách cục là hao tài tốn của, nên các bạn cần phải cẩn trọng hơn. Với những lời mời gọi mà đầu tư thì các bạn cần phải suy xét kỹ càng trước khi đưa ra quyết định, vì năm 2023 tới ấy, để nếu như những cái cơ hội kinh doanh nào đó mà quá nhiều rủi ro, cái cơ hội thành công nó quá thấp thì các bạn cũng cần phải cân nhắc, sẽ không giống như năm 2022. Đến cuối năm thì vận trình có dấu hiệu hòa hoãn hơn. Chính tài, cát thần sẽ phát huy tối đa vai trò phù trợ, giúp cho ai làm ăn chân chính sẽ được đền đáp mà rất là tương xứng. Và bạn nên sử dụng khoản tiền này một cách thông minh vào những mục đích cụ thể, tránh tiêu pha phung phí, đề phòng sự cố bất ngờ. Như tôi nói ở trên là các bạn nếu như năm nay có mua những cái vật mà đắt tiền, ví dụ như là mua nhà, mua xe, thì các bạn hãy cân nhắc những vật gì mà mình thực sự cần thiết thì chúng ta hãy đầu tư cho nó. Bây giờ chúng ta nói tới sự nghiệp. Sang năm 2023, con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ không quá thuận lợi do ảnh hưởng lớn từ cách cục phá thái tuế. Thời điểm đầu năm thì cần đề phòng mối bất hòa với bạn bè và đồng nghiệp. Thậm chí là sẽ xuất hiện một vài những tiểu nhân ngắn trở các bạn trong con đường công danh sự nghiệp này. Dù đầu năm các bạn gặp phải rất là nhiều những khó khăn, tuy nhiên là nhờ có thái âm mà soi đường, tuổi Ngọ sẽ dần dần bắt kịp được với guồng quay của công việc của bạn, và lại thêm có chính quan cho thấy sự nỗ lực của bạn luôn được nhìn nhận và đánh giá chính xác. Thế nên là dịp cuối năm bạn sẽ có cơ hội được khen thưởng, thậm chí là thăng quan nếu như thăng quan tiến chức nếu như bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thì như tôi đã nói rồi, vì bạn có thái âm mà lại còn có cả chính quan, nên nếu như những người có thực sự năng lực thì các bạn sẽ luôn được ghi nhận, và chính cái sự ghi nhận này sẽ làm giúp cho các bạn thăng tiến được trong công việc. Chính vì vậy nên chúng ta càng phải giữ thái độ hòa hoãn với mọi người, không đẩy các cái mâu thuẫn lên cao và tránh các cái mối quan hệ làm cho cả công việc lẫn là cái vận trình về quan vận của chúng ta lâm vào bế tắc. Bây giờ tôi nói đến về phần tình duyên. Về phần tình duyên thì ngũ hành tương khắc vào năm 2023 sẽ ảnh hưởng đến cả những người đã lập gia đình cũng như những người mà đang độc thân. Và với những người đã lập gia đình thì sự khác nhau về quan điểm, thiếu cái sự lắng nghe cùng cái sự cảm thông sẽ khiến cho mối quan hệ của bạn rất là dễ bị diễn biến xấu đi. Những khác biệt về thế hệ khiến cho cha mẹ và con cái cũng sẽ khó có được tiếng nói chung. Lời khuyên của tôi đưa ra cho cả hai là đều cần tiết chế lại cái tôi và cần phải cởi mở hơn để cho chúng ta có thể đặt mình vào vị trí của đối phương để giữ được cái sự bình hòa. Về sức khỏe thì may mắn là người tuổi Ngọ không gặp quá nhiều vấn đề về sức khỏe trong năm 2023. Đa phần mọi người sẽ duy trì được thể trạng khỏe mạnh, và dù có gặp khó khăn thì cũng sẽ không bị bi quan,
không bị suy sụp. Vì năm nay người tuổi Ngọ là những người mà sẽ nhận được rất là nhiều những cái năng lượng tích cực. Thiên đức và thiên hỷ báo tin vui về chuyện tình cảm, mà đặc biệt là có thể sẽ dẫn tới là có tin vui về con cái. Vì thế nên những ai mà đang bầu bí trong cái thời điểm này thì cần chú ý chăm sóc sức khỏe hơn. Chúng ta cần luôn giữ tinh thần vững vàng, vui tươi và chủ động tâm sự, cũng như là tìm sự giúp đỡ của những người khác khi mà cần thiết. Một lối sống khoa học, chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao và chế độ làm việc cũng như là nghỉ ngơi hợp lý là lời khuyên mà tôi muốn đưa cho các bạn vào lúc này. Nếu như các bạn tuổi Ngọ mà chưa có kế hoạch sinh con thì các bạn hãy cẩn thận. Nếu như các bạn đang ở trong một cái mối quan hệ hay là những vợ chồng chúng ta chưa có ý định sinh con thì chúng ta cũng cần phải có những cái phương pháp khoa học để mà phòng tránh, vì năm sau rất có thể các bạn sẽ có hạn báo hỷ. Về chi tiết vận hạn tuổi Ngọ theo từng năm sinh cũng như là vận trình các tháng của năm Quý Mão năm 2023 tới đây thì các bạn có thể theo dõi chi tiết trên fanpage của Master Phùng Phương hoặc là Phong Thủy Phùng Gia. Hàng ngày thì tôi đều cập nhật những cái thông tin mới nhất về phong thủy cũng như là tử vi ở trên trang này. Và hy vọng với những chia sẻ ở trên thì đã cung cấp cho các bạn, nhất là những người tuổi Ngọ, các thông tin và vận trình của mình năm 2023 tới đây một cách sát thực và hữu ích. Trong những video tiếp theo thì tôi sẽ còn tiếp tục chia sẻ tử vi của những con giáp khác. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn.